Hinomoto. Lên là đèn xong rồi cái... À xong rồi tí vào. Đúng rồi. Xong đèn động rồi anh đó. Hinomoto hai máy. Máy đang riêng hết vào. Có máy này nó cũng có làm chứ. À máy làm. Máy làm lại. Máy mới làm lại là ngon rồi. Nói chung nhìn nội thất bên ngoài là đẹp. Vỏ chứ đang còn sáng rực. Rồi xong một tí. Hinomoto. Hinomoto hai máy vỏ còn rất đẹp các bác nha, kèm theo một dàn sới zin của Hinomoto luôn, dàn sới zin của nó luôn, 20 triệu, đúng 20 triệu, không bớt vào đồng nào. Mời các bạn cùng vào với mình để xem. Hinomoto hai máy quả rất đều, kèm theo dàn sới zin của Hinomoto, độ kèm rất đầy đủ, màu đang một zin. Rồi mọi cái đầy chi tiết thông số của máy heo các nhé. Cả một dàn sới xịn sò luôn các bác nhé, xin sò luôn của nó luôn ạ, theo của Nhật luôn đấy các bác nha, theo máy dàn sới 5 triệu rồi, cái đầu này 5 triệu các bác nha, để nó đẹp lòng lành. Đây bán nào thích thì điện cho em 0394 76198 nha. Đấy hôm nay là có một siêu phẩm mới Hinomoto của Nhật, hai máy, một màu xanh hiện tại, rồi la răng tất cả đang mới luôn và vỏ mới cáo, vỏ là 19.5/9-24 zin của em luôn, mọc này không phải nha, mọc này không bán, chỉ bán dàn sới. Rồi Lê Tuấn đi vào quay đàn dàn sới cho cả nhà luôn, và đây là cặp để móc vào dàn sới và móc vào kiếm cày luôn. Đấy, không có kiếm cày mà chỉ có dàn sới thôi nha, chỉ dàn sới. Và thứ hai là chủ đã độ cho chúng ta một cái để móc ngoặc đây như thế này. Đấy, chủ mua về để kéo, nhưng vì lý do một chút là phải sang em ở lại nhường lại, bởi vì nó quá nhỏ mà chủ lại muốn coi như là tăng bo củi, thì muốn là đầu lớn hơn, đầu 3000, cho nên là chủ cũng thích quá, thì không biết là sao bị bố mê rồi đó sang bên dầu tiếng mua về. Nhưng mà cả dàn sới nữa thì nói chung là riêng mà mình không kéo mà mình sới cũng được nha, chỉ đi sới không thôi, sới cỏ chứ cũng được, sới đất trồng rau, nhất là các bác đang trồng rau mà số lượng nhiều, hoặc các bác trồng cỏ cho các công ty thì các bác nên sới, thì có dàn sới riêng của nó luôn, dàn sới để trong nhà các bác. Đấy, giờ em vô dàn sới nhá, rồi em quay đây cho các bác xem một tí, nó đu chuột này đầy đủ hết, bao nhiêu các bác một màu xanh luôn. Đó, rồi xong cái em vô em quay dàn sới cho các bác luôn nhá. Đây
đó, có chỗ móc mọc nhớ bán luôn. Thì cái mọc này là chủ không bán đâu, chủ chỉ bán dặn sới kèm với đầu này là 20 triệu. Thì bây giờ riêng Lê Tuấn cũng đã review cho chúng ta xong cái đầu của em đó rồi, đúng không ạ? Đây, thì bây giờ mời cả nhà cùng đi với Lê Tuấn vô xem cái dàn sới của cái đầu Hinomoto này, được chưa? Rồi, bác Quân cùng chúng cháu hành quân. À, một không gian nhà rất rộng rãi các bác, rất đẹp, mát mẻ. Hai nhà nối liền nhau. Rồi đây các bác, đây là dàn sới zin của em luôn nha. Đây này, có cái móc vào này, đây này, đó, và có cái tăng đưa này các bác nha. Cái này rộng của nó chỉ có 1,5 mét thôi. Mét hai à, nhìn dài 1,2 mét zin của nó luôn nha. Đây này, đây, tất cả có hai móc luôn, tất cả vào đây rất dễ móc luôn, hai tay luôn. Đây, hai tay nãy vào này, xỏ vào một cái là móc vô là xong. Có cái móc ở đây này, móc ở đây là xong các bác nhá, dễ lắm. Thao tác rất dễ chứ không phải như của mình. Đấy, cái tem của nó này, tem của Nhật luôn, là cái này là của Nhật Bản nha, đi theo xe luôn các bác. Cái đầu và cái này là 20 triệu các bác nha, đúng 20 triệu chủ không bán. Bởi vì chủ lúc mua về là 20 triệu, nhưng chủ làm máy và tất cả coi như tu bổ vào, bổ mỡ vòng bi, tất cả thay đổi tất cả các thứ về để làm là hết 4-5 triệu nữa. Nhưng mà chủ vứt cái 4-5 triệu đó, chủ cho luôn và chủ bán nguyên là 20 triệu tròn chẵn, để cho anh em nào mà có trong cái phân khúc tìm cái loại đầu nhỏ mà và dàn chảo nhỏ này để chúng ta sới cỏ hoặc là sới trồng rau, trồng cỏ, thì qua cái video này hãy điện cho Lê Tuấn 0394 326 198. Lê Tuấn sẽ dẫn đến nhà và hai bên gặp nhau và trao đổi mua bán các bác nhá. Rồi đây này, em cho các bác coi ở dưới này luôn. Đấy, cháu nó cũng mới đi sới về, đã cỏ đang chín này, riêng tất cả các lưỡi đã còn mới hết các bác nhá, zin của Nhật luôn đấy. Đó, zin được chưa? Đây là cái ốc khớp của nó, là cái loại là cái biệt số của nó đó. Ok này, đây em cho các bác xem xa luôn. Đó, rồi hoàn chỉnh như vậy, 1,2 mét, rất mini, gọn gàng. Rồi, rất coi như là cái này là rất tiện cho các bác trồng rau, sới cỏ trồng rau và trồng cây kiểng cây ấy đấy, cho công ty hoặc các thứ đấy, cây cỏ nơi mà nhiều diện tích nhiều các bác nhá. Thôi vài tôi thì cũng như em xin dừng tại đây và xin chúc cả nhà chúng ta, xin nhớ cho em một like để cho truyền tải cái video của em đi đến được nhiều người hơn nữa. Và em xin cảm ơn và dừng video, hẹn video sau.